Trác Thúy Miêu lên tiếng vụ việc bác sĩ rút ống thở cứu sản phụ. Những ai đã khóc hay thán phục câu chuyện đêm qua cũng xin cứ bình tâm. Câu chuyện có thể giả, nhưng nước mắt là thật. Trác Thúy Miêu chia sẻ. Tối 7 tháng 8, mạng xã hội lan truyền thông tin một bác sĩ tên Trần Khoa đang chăm sóc cho mẹ và một sản phụ cùng mắc COVID-19 nặng. Thông tin chia sẻ cho biết, bác sĩ này đã quyết định nhường đi chiếc máy thở của mẹ mình đang dùng cho một sản phụ đang cần. Người này sau đó đã kìm nỗi đau mất người thân, trực tiếp vào phòng mổ phẫu thuật thành công cho sản phụ sinh đôi này. Kèm với nội dung còn có hình ảnh hai bé song sinh được cho là hai bé mà bác sĩ này vừa phẫu thuật. Theo một số thông tin trên mạng, người lấy tên Trần Khoa là bác sĩ sản khoa, làm việc ở Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan sự việc này, trưa ngày 8 tháng 8, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đây là nội dung hư cấu. Các bệnh viện trên địa bàn không có chuyện rút ống thở của bệnh nhân để nhường cho người khác. Sở Y tế đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguồn gốc bài đăng để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi đăng tải, bài viết đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hầu hết cộng đồng mạng đều bày tỏ sự xúc động và cảm phục trước hành động của bác sĩ Khoa. Trong khi siêu mẫu Xuân Lan, diễn viên Mai Thu Huyền trót dại ca ngợi một bác sĩ hư cấu, thì MC Trác Thúy Miêu lại giải bày quan điểm một cách rõ ràng. Đêm qua tôi đã tin vào một câu chuyện, dù không khóc, chỉ lặng đi ngẫm nghĩ rồi đi ngủ. Sáng nay thức dậy, tượng đài trong đêm đã bị giật sập. Những ai đã khóc sẽ trở nên tức giận, phái hoài nghi hễ hả hỏi khéo. Sao, giờ ngẩng mặt lên được chưa? Tôi nhận thấy trong tôi không có gì thay đổi cả. Những ai đã khóc hay thán phục câu chuyện đêm qua cũng xin cứ bình tâm. Câu chuyện có thể giả, có thể không, nhưng nước mắt của các bạn là có thật. Tôi mừng vì chúng ta bị lừa. Có thể có một số nghĩ rằng lần sau mình sẽ hoài nghi hơn vậy cho khôn. Tôi chẳng mơ khôn ra để mặc cho mình được cảm động với cái gì đẹp đẽ và khóc khi cảm thấy đã đủ cảm xúc để nước mắt làm công việc tẩy sữa của nó. Đi coi một vở kịch, một cuốn sách, bộ phim, ta vẫn mặc cho mình rơi lệ trước quyền năng của cảm xúc đó thôi. Giữ lấy và nuôi nấng đi. Tôi còn cảm thấy ganh tị vì đêm qua không rơi lệ. Đừng nghĩ đó là nhục hay mắc cỡ vì cho rằng mình bị mắc lừa. Không ai đòi hỏi bạn là một chuyên viên đa lĩnh vực để khôn ngoan chỉ ra những chi tiết chưa thuyết phục. Bạn chỉ có một trái tim ngô nghê mẫn cảm, đừng bắt trái tim đó phải ngờ vực chính nhịp đập của mình. Mà người ta làm vậy với động cơ gì chứ? Trí tò mò đang giận dữ thúc đẩy ta đi tìm một động cơ nào đó. Để làm gì? Tôi không biết. Đêm qua có một đóa hồng rất là đẹp đã trổ nở. Ta đã cho phép mình trầm trồ. Sáng ra, nếu phát hiện nó là bông hoa nhựa đi chăng nữa, hãy nhớ cảm xúc chân thành lâng lâng kia, bởi chính nó mới là điều đẹp nhất. Hãy luôn vui khi phát hiện ra bông hoa nhựa, ta đã phải tay ngán ngẩm ra sao, vì ta phân biệt được cái đẹp đến từ những bông hoa tươi với cái đẹp ngụy tạo. Một câu chuyện cảm động, bất luận vì động cơ gì, dù không có thật, cũng không thể thay đổi một thực tế về những lòng tốt có thật. Những y sĩ đang làm những việc thần kỳ, chẳng kém gì câu chuyện kia, chỉ cách ta vài quãng đường, nơi bệnh viện dã chiến, các khu điều trị. Đó là điều có thật. Và tim ta sẽ chẳng ngại sung lên, mắt ta sẽ không mắc cỡ vì sơ lệ, nếu một lần nữa được là chứng nhân của những gì cao thượng tốt đẹp quanh mình. Nếu quả tình kia là chuyện người ta đặt xào xa vậy, mặc họ. Một chút thời gian để đọc câu chuyện đó, một chút nước mắt đã thổn thức rơi có thể là điều họ đã lấy đi. Nhưng đừng để câu chuyện kia lấy đi của ta khả năng tin, trắc ẩn hay ngưỡng mộ trước một vị y sĩ, một người hùng đường phố, một ông chú nghèo tốt bụng hay một bông hoa đẹp. Lần sau khi đứng trước câu chuyện tương tự, tôi sẽ vẫn cảm động nghiêng mình, y hệt cảm giác đã có khi đọc những tâm hồn cao thượng hay đèn không hắt bóng, hoặc khi khóc cho một cô lựu, cô nguyệt, cô the hư cấu nào đó. Đó là đặc quyền của trái tim. Những ai đang cười đám cả tin tội nghiệp tụi tôi, cũng xin đừng vì giận người đặt ra câu chuyện mà thóa mạ những người mang đặc quyền hết sức cá nhân, thiêng liêng và riêng tư. Đó là quyền xúc động. Chủ nghĩa hoài nghi có thể sẽ vẫn cứ phát huy tác động của nó. Ta sẽ thận trọng hơn, dè dặt hơn, điều nghiêng mọi nguồn tin hơn, ít bộc phát hơn trong tình cảm. Và trái tim sẽ vẫn đập nhịp đều đặn trong lúc chờ nguồn tin có cơ sở chuyên môn để xác tín. Mà như vậy thì thiệt là tốn thời gian và quá mỏi mệt chỉ để được xúc động một chút. Bởi nếu ta trở nên khôn hơn và giỏi hoài nghi vạn vật, ta sẽ hoài nghi ngờ vực luôn cuộc lật đổ ồ ạt sáng nay, hoài nghi hết. Nhưng tôi thấy mọi người vẫn chọn tin theo ngay lập tức đó thôi, vậy chẳng có gì thay đổi cả. Ngày 20 tháng 7, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt MC Trác Thúy Miêu, tên thật Vũ Hoài Phương, về việc cung cấp chia sẻ thông tin trên mạng xã hội có nội dung gây hoang mang trong nhân dân về công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc xử phạt được áp dụng theo điểm D khoản 1 điều 101 Nghị định số 15 năm 2020 với mức phạt là 7,5 triệu đồng. Trong buổi làm việc, nữ MC thừa nhận hành vi vi phạm chuẩn mực trong phát ngôn trên mạng xã hội và 7,5 triệu đồng được xem là mức phạt nằm giữa khung. Tối đa của hành vi này là 10 triệu đồng. Trước đó, MC Trác Thúy Miêu có đăng bài viết liên quan tới nhóm sinh viên Hải Dương và thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch.
Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho rằng bài viết có dấu hiệu gây mâu thuẫn kích động, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch COVID-19 nên chuyển vụ việc tới Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét xử lý.